Chàng thanh niên này là nam chính của chúng ta có tên là No. Anh là một chàng trai bình thường suốt ngày luôn đi làm những công việc nặng nhọc và bẩn thỉu như móc đường cống hay vận chuyển hàng hóa. Không những thế anh còn đi làm bốc vác ở công trường gần mê cung. Nhờ vào sức khỏe trai tráng của mình mà khi mọi người tròi vác hai bao thì anh đã vác tận một chồng lớn. Quản lý công trường cũng khen ngợi nhờ có anh mà họ hoàn thành tiến độ nhanh chóng. Khi này No nghe thấy âm thanh cầu cứu phát ra từ mê cung phía xa. Anh liền cháy đến em thì ngỡ ngàng khi thấy một đám người đang chạm chán với một con bò khổng lồ câu chuyện phải quay trở lại mấy chục năm về trước khi này no vẫn còn nhỏ cậu sinh sống trên một ngọn núi cùng với mẹ mình bởi vì cơ thể mẹ cậu ốm yếu do bệnh thận nên tất cả mọi việc trong nhà hầu hết đều do no làm hôm đó cậu bảo sẽ đi săn thỏ sau đó về nấu súp cho mẹ mẹ cậu xin lỗi vì đã không thể giúp được gì cho cậu vậy nên ít nhất cậu hãy làm những gì mà mình muốn buổi tối no sau khi nấu xong bát súp bưng ra cho mẹ nhưng dù có gọi thế nào thì mẹ cậu cũng không thể tỉnh lại đốt cũng chính là lần cuối no gặp mẹ mình cậu chôn mẹ ở bên cạnh cha mình rồi cố vượt qua nỗi đau bắt đầu cuộc sống khi chỉ có một mình tuy có chút cô đơn nhưng mọi việc vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ hôn đốt cậu tìm thấy trong nhà một cuốn sách ghi chép về những anh hùng tư diệt rồng lúc trước cha hay kể cho cậu nghe no vô cùng mong muốn trở thành một mạo hiểm giả nhớ lại lời mẹ dặn hãy làm những điều mình muốn ngay ngày hôm sau sau khi đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho đám động vật thì no cũng đã lên đường xuống núi chặng đường vô cùng trong gai no phải qua để ở bên ngoài với nỗi sợ hãi bị ma thú ấn công sau nhiều ngày đi đường cậu đã ngỡ ngàng khi lần đầu được đến thành phố không khí nơi đây vô cùng nhộn nhịp làm cậu rất thích thú. Nó đi đến hội mạo hiểm giả như hướng dẫn xin được gia nhập, nhưng bởi vì tuổi còn quá nhỏ cậu đã bị từ chối. Biết bố mẹ cậu đã qua đời, người quản lý bảo cậu hãy đến trường đào tạo. Đó là những ngôi trường huấn luyện những người muốn trở thành mạo hiểm giả. Nếu muốn trở thành mạo hiểm giả họ cần phải học được những kỹ năng. Nó liền vui vẻ chạy đến đăng ký một trường, đây là trường kiếm sĩ. Nó đăng ký nó bởi lẽ trong cuốn truyện cậu đọc anh hùng đã tiêu diệt rồng chỉ bằng một thanh kiếm. Nó vô cùng chăm chỉ luyện tập, ở đây đã có người học được kỹ năng biến thanh kiếm thành kiếm lửa. Cứ thế vài tháng sau rất nhiều người khác cũng học được kỹ năng nhưng chỉ riêng no thì không. Cậu chỉ học được duy nhất kỹ năng Paji, Thầy giáo đã bảo cậu không nên tập nữa nếu tiếp tục sẽ chỉ tốn thêm thời gian của cậu. Có lẽ kiếm sĩ không phù hợp với cậu, nó lại sang ngôi trường khác là trường đấu sĩ. Những người có thể chiến đấu và dùng thân mình làm khiên che chắn cho đồng đội, ở đây mức độ luyện tập còn nặng hơn. Nó cũng vô cùng cố gắng vượt qua 3 tháng nhưng cậu chỉ học được một kỹ năng đó là tăng cường thể chất. Nếu như cậu cố quá nữa sẽ có thể mất mạng. Nó lại tiếp tục đến tường học thợ săn nhưng rồi cũng vô vọng sau vài tháng số vung tên cậu làm hỏng đã lên đến vài ngàn cái vì không muốn bỏ cuộc no đã đến học ở trường học đạo trích và ma thuật sư cùng với tu sĩ sau vài tháng luyện tập thì cậu cũng không có tố chất trong bất cứ lĩnh vực nào quản lý hội mạo hiểm giật mình khi cậu đã thử hết mọi khóa huấn luyện 3 tháng nhưng không học thêm được kỹ năng nào ông chỉ đành chia buồn cậu không phù hợp với con đường làm mạo hiểm giả no buồn bã trở về nhà nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc no tự làm cho mình một cây kiếm gỗ như lời những người thầy đã nói nếu mài dũa một kỹ năng thì có thể lĩnh hội được kỹ năng mới no hàng ngày lao vào luyện tập kỹ năng chém pa cứ thế ngày qua ngày nhờ vào sự luyện tập chăm chỉ từ một lần chém được một thanh kiếm thì 3 năm sau cậu đã chém được 100 thanh nhưng vẫn chưa có kỹ năng mới. Novan tiếp tục luyện tập đến mức thanh kiếm gỗ gãy làm đôi. 14 năm sau No cũng đã trưởng thành, chỉ trong một lần chém anh đã chém chúng một 000 thanh kiếm, những số kỹ năng vẫn chỉ là một. Hầu hết ở tùng lĩnh vực anh chỉ có một kỹ năng nhưng No đã luyện tập nó đến mức mắc level, mà anh vẫn không hề hay biết cứ nghĩ bản thân vẫn rất yếu. Nó no tiếp tục trở lại hội mạo hiểm để đăng ký, nhưng điều kiện là ở mỗi lĩnh vực phải có ít nhất hai kỹ năng quản lý cho hay ở hội mạo hiểm được phân chia cấp bậc từ cấp s xuống e và cấp e cần ít nhất hai kỹ năng mà anh thì không thấy no có vẻ buồn quản lý cho biết vẫn còn một cấp nữa là cấp f cho phép người có một kỹ năng đăng ký nhưng điều kiện là không được nhận nhiệm vụ ra khỏi thành phố để thảo phạt mà chỉ được nhận nhận những việc vặt trong thành phố thường sẽ không có ai dạy mà đi đăng ký cái đó nhưng no lại là ngoại lệ nhìn thấy tấm thẻ hội viên anh đã rất háo hức đi làm nhiệm vụ dựa vào những kỹ năng mình luyện tập trong thời gian dài no dễ dàng hoàn thành chúng hôm đó sau khi anh làm việc ở công trường nghe thấy tiếng cầu cứu ở mê cùng anh chạy đến thì nhìn thấy một con bò khổng lồ con bò vác dìu đến chỗ những người lính đang bảo vệ cô gái rồi điên cuồng đổ sát những người lính sợ hãi lao lên và tất cả chỉ còn là vũng máu khi con bò tấn công cô gái thì no ném đá thu hút sự chú ý để con bò đuổi theo mình no liền sử dụng pa di đẩy ngã con bò khi nó đứng lên tấn công anh vẫn chỉ sử dụng được một kỹ năng đó mà thanh kiếm anh đang sử dụng có chất lượng vô cùng thấp rất nhanh đã bị mẻ con bò lại hướng sang tấn công cô gái no lao đến đỡ lại và thanh kiếm cũng đã vỡ vụn dẫu anh có yếu nhưng đã là một mạo hiểm giả thì anh vẫn liều mình bảo vệ người khác no dùng kỹ năng pa di đánh bật cây diều bay ngược trở lại chặt đứt đầu con bò vòng trói trên cơ thể cô gái cũng đã biến mất no cam thấy bản thân vô cùng yếu đuối chỉ đối phó với một con bò mà suýt nữa mất mạng cô gái cảm ơn cứu mạng muốn hỏi tên nhưng anh bảo người như anh không đáng nhắc tới mà rời đi rất nhanh sau đó đội binh lính hoàng sa đã đến để khám nghiệm xác con bò không ngờ cô gái mà no đã cứu lại là công chúa Lini của vương quốc này. Cận vệ của cô chạy đến xin lỗi vì đã không ở bên bảo vệ cô. Ở lâu đài hoàng tử đang suy nghĩ một con Minota rớt đáng lẽ là ma vật sống ở tầng sâu nhất trong mê cung. Không biết bằng cách nào mà nó lại được triệu hồi đến tầng đầu. Theo như điều tra thì họ phát hiện ra ở đó có một chiếc nhẫn. Ma thánh Oken sau khi kiểm tra thì phát hiện ma thạch có độ tinh khiết vô cùng cao và kiểm tra văn tự trên chiếc nhẫn thì có thể biết nó đến từ đế quốc Delidat. Bọn chúng luôn gây khó dễ cho họ, còn dùng am cụt đến chốt công chúa Lini nhằm hãm hại cô ấy. Đế quốc Deliat vô cùng ham muốn có được tài nguyên từ mê cung của họ, nói về người đàn ông đã cứu công chúa. Anh ta chỉ sử dụng một thanh kiếm rởm trong vài chục giây đa có thể giết được ma vật cấp cao như vậy. Binh đoàn ẩn mật cố lần theo dấu vết nhưng cũng mất dấu. Liệu đó là cao thủ nào vẫn đang sống ẩn? Tại hội mạo hiểm hôm sau No vừa làm nhiệm vụ dọn dẹp trở về thì quản lý vô cùng bất ngờ khi anh vẫn còn sống. Háo ra hôm qua có ma vật xuất hiện ở gần chỗ anh làm nên ông nghĩ anh đã chết. No còn cảm thấy may mắn vì anh chỉ gặp một con bò tối qua còn bị một đám người bám theo nên trở về nhà ngủ luôn ông hỏi anh vẫn chưa kiếm một công việc hẳn hoi để làm thay vì làm công việc có chút ít về lúc này cô gái hôm qua mà anh cứu đã xuất hiện phía sau cô cuối cùng cũng đã tìm thấy anh bằng phép tìm kiếm từ xa vừa nói chuyện anh đã biết cô gái này rất tài năng có thể thông thạo cả sáu hệ kỹ năng vì có rất nhiều xung quanh nhìn nên cô bảo đi đến nơi khác để nói chuyện quản lý kéo no lại hỏi anh đã làm chuyện gì và nhắc anh đừng vô lễ với cô gái ấy mọi người ai cũng biết cô là công chúa chỉ có no ngáo ngơ là không Hai người đi đến một nơi vắng vẻ và cô gái cảm ơn anh đã không ngần ngại cứu mạng cô và rất nhiều người ở vương quốc. Nó no nghĩ cô nói hơi quá vì anh giết chỉ là một con bò lớn chứ đâu có lớn lao giò. đi muốn trao cho anh một món quà báo đáp bất kể là vàng bạc châu báu hay lãnh địa. Nhưng No lại không cần thứ gì chỉ cần một lời cảm ơn là quá đủ. Cô vẫn vô cùng cố chấp đưa ra đủ thứ quà đền đáp nhưng anh đều không cần. Lini dưng dưng nước mắt nhất quyết phải báo đáp anh. Nếu anh không nhận thì cô sẽ không rời đi. Thế là no đành bất lực đi đến nhà cô để cha cô cảm ơn anh ngỡ ngàng không ngờ nhà cô lại lớn đến vậy. Trong lúc đang đi vào khuôn viên thì cận vệ của Linh Ni tiến đế cho biết cha cô đang ở phòng làm việc. Linh Ni cũng giới thiệu ề no là ân nhân đã cứu mạng mình. Anh cho rằng cô là người hầu của nhà Linh Ni nhưng mặc bộ giáp như vậy sẽ hơi khó để làm công việc dọn dẹp. Cô nhìn anh với ánh mắt viên đạn rồi dẫn anh đi. Lúc sau họ lại bắt gặp một người cận vệ khác tên là Zubet. Ines bảo đây là khách của Linh Ni à cũng là người trong lời đồn đôi nét bảo Zubet đi cùng mình phòng hờ có chuyện bất chắc xảy ra. Ở trong phòng nhà vua đang bàn bạc với con trai mình về chuyện đế quốc muốn họ giao ra toàn bộ tài nguyên mê cung nhưng đã bị từ chối, hắn ta liền làm ra vẻ mặt đe dọa họ sẽ phải gánh hậu quả. Khi này No cùng Linh Ni cũng đã tiến vào bên trong. Ác cũng thẳng thắn bảo anh không phải là quý tộc hay gì nên có gì mong ông bỏ qua, nhà vua bật cười như vậy lại càng tốt. Ông cảm ơn No đã cứu con gái mình rồi đưa ra một đống thứ để ban thưởng như một nửa tài nguyên trong mê cung nhưng anh đã từ chối. Anh bảo mình không cần gì, nhưng cha nào con ấy ông cũng rất cứng đấu. Sau một hồi suy nghĩ, ông lấy từ sau chiếc ghế của mình thanh kiếm lớn. Nó là vũ khí trước đây ông từng sử dụng, nhưng giờ cũng chỉ là vật trang trí. No vừa nhận lấy là đã cảm nhận được sức nặng của nó. Anh hỏi đây có phải vật quý giá gì không? Đứa vua bảo không thì anh mới đồng ý lấy nó. Ông đề nghị anh thử vung kiếm thử xem. No liền dùng kỹ năng tăng cường thể chất rồi một tay vung kiếm tao ra một cơn gió lớn làm ai nấy ngỡ ngàng. Nhà vua bật cười khi anh có thể dùng nó bằng một tay y. Rồi ông nhờ anh hãy huấn luyện chỉ dạy cho Linny. No đã từ chối vì anh sao có thể hướng dẫn cho một người tài năng như vậy được ra bên ngoài anh cảm thấy thanh kiếm này có vẻ rất quý nhưng nhìn kỹ lại kích thước này vừa khít với rãnh nước anh hay dọn bùn lúc này cô cận vệ ines đi đến xin lỗi vì thái độ từ đầu đến giờ của mình cô giới thiệu mình từ nhỏ đã nhận được danh hiệu thành thuẫn tấm khiên thần của lini khi biết tên anh là no cô chợt nhận ra gì đó mà rời đi anh đang định trở về thì cận vệ Jubet lại xuất hiện nói muốn anh thể hiện thực lực một chút Jubet dẫn no đến sân đấu tập để luyện đấu đối kháng từ trước đến nay No chưa từng luyện tập ở đây bao giờ nên rất hào hứng. Anh đã chọn vũ khí cho mình là một thanh kiếm gỗ. Những người xung quanh đều bàn tán No đấu tập với đội trưởng Jubes thì chắc chắn sẽ chết. Vừa mới vào Jubes đã sử dụng thường không ngừng tung ra những đòn tấn công. Đến một người như No cũng có thể biết được cách chiến đấu đã được tập luyện rất nhiều. Thế nhưng anh lại cảm thấy đòn tấn công quá chậm. No còn cho rằng Jubes đang nương tay với anh quá yếu nên No bảo Jubes không cần phải nương tay như thế nữa. Jubes liền gồng cơ lao lên với một tốc độ nhanh chóng mặt. Tuy là vậy nhưng sau mỗi lần no né đòn Zubat lại không hề phòng bị gì. Zubat bắt đầu cảm thấy khó chịu khi thương của mình không thể đánh trúng no. Anh ta liền sử dụng kỹ năng làm đổi hướng đi của thương. Nhân lúc no nhảy lên để né thì sẽ tấn công nhưng không no vô cùng nhanh nhạy ưỡn cơ thể về phía sau né được đòn tấn công. Anh lại nói bản thân vẫn không sao và muốn Zubat tăng thêm tốc độ đòn tấn công. Khi ngày Zubat tung ra đòn tấn công vùng thương với tốc độ ánh sáng, cứ nghĩ no sẽ dính đòn nhưng khi làn khói bay đi hết thì no đã biến mất và xuất hiện ở phía bên cạnh no lại bảo anh đã hiểu và đầu hàng mọi người trong đấu trường đều kinh ngạc không ngờ no có thể né được đại chiêu của dubed họ còn bào chữa có thể do cây thương quá ngắn nếu không đã đánh chúng nhưng chỉ có dubed là biết lời biện hộ đó là vô ích dubed là một thiên tài sử dụng thương kể từ lần đầu anh cầm trên tay cây thương thì đã nhận ra nó thuộc về mình anh đã đi rất nhiều nơi và khiêu chiến với nhiều kẻ được đồn thổi là mạnh mẽ nhưng tất cả đều đã bị anh đánh bại cuộc sống như vậy khiến anh cảm thấy vô cùng nhàm chán lúc này trưởng làng nhớ đến việc đất nước sắp xảy ra chiến tranh nên đang chiêu mộ những chiến binh mạnh mẽ khắp cả nước có thể nếu đến đó anh sẽ gặp được đối thủ của mình. Mỗi lần nghe tin có kẻ mạnh gia nhập binh đoàn anh đều khiêu chiến nhưng không ai có thể khiến anh thỏa mãn. Ngay cả khi nhận được danh hiệu thương thánh thì Zubat cũng không mấy vui vẻ. Và sự phụ của anh là người thầy dạy ở trường kiếm sĩ có danh hiệu kiếm thánh. Tuy ở vương quốc có Inet để làm đối thủ nhưng nếu xét theo một trận đấu tập thì anh sẽ mạnh hơn. Và hiện tại sau khi đấu trận đấu tập với No anh đã có thể biết được tranh lệch thực lực là như thế nào. Mặc dù anh đã sử dụng tuyệt kỹ mạnh nhất của bản thân thì cũng không thể đánh chúng No khi nhìn dưới sàn nhà anh đã rất sốc khi thấy xung quanh đầy những vết lỏng no trở về thành phố anh nhớ lại ban nãy đã sử dụng toàn bộ sức mạnh thì mới có thể né được tuyệt kỹ đó nếu không lẽ anh đã chết ngày hôm sau no bắt đầu đi càn quét bùn ở ở những máng nước nhờ có thanh kiếm lớn anh đã dễ dàng dọn dẹp chúng không những thế thanh kiếm còn không bị một vết sức nào bởi vì sự cố mê cung lần trước mà công việc ở công trường của no đã bị dừng lại anh đang suy nghĩ đến những công việc bản thân có thể làm khác như dùng thanh kiếm để làm mái trèo trèo thuyền hay dùng để nướng pizza nhưng cả hai đều không khả thi vì cần có thuyền và lò nướng có nghề nướng thịt là chỉ cần săn bắt thịt rừng nhưng vấn đề gặp phải lại là hỏa lực năng lực của anh chỉ có thể thắp sáng ở đầu ngón tay hôm đó trong khi anh đang suy tư thì linh ni tìm đến cô đến tìm anh là vì muốn trở thành hầu cận của anh đó là những người chăm lo cho cuộc sống của chủ nhân và đổi lại họ sẽ được học tri thức và sức mạnh no ngay lập tức từ chối vì cô là thiên tài thông thạo sáu hệ thì anh dạy kiểu gì linh ni lại nghĩ no cho rằng cô quá yếu không xứng đáng để anh dạy khi hai con người ố dề thiên kinh gặp nhau thì cuộc trò chuyện sẽ vô cùng bất ổn. Lini đã thể hiện bản thân để được anh công nhận. Cô sử dụng ma pháp băng tạo ra hàng trăm mũi băng lao đến, rồi lại tung ra ma pháp lửa trên diện rộng thiêu rụi hết chúng. Cô còn sử dụng kỹ năng lung đao chỉ một cắt nhẹ nhàng đã khiến cây lớn phía sau bị cắt đứt. Nó chỉ biết há hốc nhìn đúng là anh không có gì để dạy cho cô. Tấu cô vẫn cố chấp thì anh nghĩ sẽ thi triển ma pháp lửa cho cô xem để cô biết mình yếu thế nào. Nhưng khi anh dùng nó cô chỉ biết đứng nhìn. Lindy đã từng nghe về giai thoại một cậu bé đã vượt qua hết những bài huấn luyện địa ngục ở cả sáu trường. Cô không hề tin vào điều đó cho đến khi gặp No. Ma thánh Oken trước đưa từng cho cô xem về một kỹ năng duy trì quả cầu lửa trên tay. Tuy nó chỉ là trò tiêu khiển nhưng cần phải trải qua thời gian dài luyện tập mới lường được. Cô cũng có thể làm nó nhưng quả cầu lửa rất nhỏ. Khi cô nhìn quả cầu lửa của No lại có kích thước rất khủng, còn lớn hơn của ma thánh Oken. Thế là cô tin chắc hẳn anh chính là người sẽ cứu rỗi khi vương quốc lâm nguy tôi đến cô lại tìm đến chỗ của no gọi anh là thầy hoàng tử hiện tại đang đắn đó suy nghĩ không ngờ cha lại trao hắc kiếm cho no một người có lai lịch không xác định hắc kiếm đã được tìm thấy từ lâu thời đó nhà vua cùng lục thánh đã đến tầng sâu nhất của mê cung và lấy được thứ quý giá nhất của mê cung là hắc kiếm nó được làm từ một vật chất chưa từng biết đến họ đã thử sử dụng những loại ma pháp mạnh mẽ lên thanh kiếm nhưng nó không hề có một vết xước có lẽ hiện tại tình hình đất nước không hề ổn định nên nhà vua đã đặt cược vào no ở khu phố no lúc này đang dẫn linh đi ăn trước khi nhận nhiệm vụ ở hội mạo hiểm Lúc đến hội mạo hiểm quản lý hỏi sao anh lại dẫn Linny đi cùng, bởi vì hiện tại No và Linny đã cùng lập tổ đội nên có thể nhận những nhiệm vụ ở hạng cao hơn. Họ có thể nhận nhiệm vụ tiêu diệt goblin ở bên ngoài thành phố, No vô cùng kinh ngạc rất muốn đi, bởi vì người có hạng B như Linny đã đủ nhận nhiệm vụ cao hơn là tiêu diệt go Berlin. nhưng bởi vì phải dẫn theo một người hạng thấp như No không khác gì cục tạ nên sẽ chỉ nhận được nhiệm vụ thấp hơn. No lại cảm thấy hơi có lỗi cảm giác như anh đang lợi dụng Linny để có thể nhận nhiệm vụ. Cô không hề để tâm đến điều này mà bảo anh đừng lo nghĩ nhiều hai người xem bản đồ nơi cần đến là rừng ma thú để có thể nhận thưởng họ cần phải cắt tai phải của con goblin có báo cáo gần đây số lượng goblin đã bị giảm đi rất nhiều nếu không chắc họ sẽ gặp được chúng binh lính xua khi xem giấy ủy thác thì đã mở cổng cho hai người tiến vào rừng hỏi Ni về đặc điểm của goblin thường thì chúng chỉ ăn trái cây và săn thú rừng nhưng khi quá đói chúng sẽ săn cả con người nếu như cứ mặc kệ thì số lượng goblin sẽ bị bùng phát và chúng sẽ tràn xuống làng mạc tấn công con người nên những mạo hiểm giả sẽ định kỳ đi săn để điều chỉnh số lượng của chúng càng đi sâu vào trong khu rừng sương mù ngày càng dày hơn Linh đi sử dụng ma thuật tìm kiếm nhưng không hề tìm thấy goblin nào thường thì hai người sẽ phải chạm chán vài con đột nhiên cô cảm nhận được phía trước có ma vật vậy là cả hai tiến lên phía trước để kiểm tra xem đi một lúc lini chỉ phía trước là nơi cô cảm nhận được ma vật nhưng bây giờ nó đã biến mất không dấu vết nó nhìn xung quanh bỗng nhận ra không hẳn là không có gì anh nhìn thấy cơ thể một con goblin đang lơ lửng trên không đi liền dùng ma pháp điện tấn công vào phía trước thì một con goblin khổng lồ đã xuất hiện nó không ngờ goblin thật sự lại khủng như vậy thế mà những mạo hiểm giả khác chỉ xem nó là hạng cùi bắp định kỳ lại đi săn thấy lini đang run rẩy anh cho rằng tuy cô mạnh nhưng không có kinh nghiệm chiến đấu nên mới sợ hãi đến vậy mà bảo cô đừng lo lắng thực chất Linny run sợ vì đây không phải goblin bình thường mà là một bo berlin impo một loại goblin kinh được quy vào cấp tai họa nó là loại ma vật được tạo ra bởi con người bằng ma thuật cấm kỵ khi con goblin cầm theo cây lớn lao đến tấn công nó sử dụng kỹ năng par để đẩy lùi nó sau đó để cho Linh ni tung ra ma pháp gió tạo dành những lưỡi dao giáo và mũi tên bằng không ngờ con goblin lại di chuyển rất nhanh né được hết nó vô cùng không ngoan ném những cây lớn vào no để cho anh kiệt sức những vết thương trên cơ thể nó còn hồi phục vô cùng nhanh Linh ni đã nhận ra chắc hắn con goblin đã lấy năng lượng từ viên đá ở trên đầu nó khi con goblin quăng dòng thời nhiều cây lớn vào họ thì cô tạo ra ma pháp gió thổi bay hết chúng những vết cắt trên cơ thể con goblin cũng được hồi phục ngay lập tức nếu cứ tiếp tục họ chỉ có nước tua no liền nhờ linh ni sử dụng chiêu thức vừa này vào lưng mình anh sẽ dùng thanh kiếm để hứng chọn cơn gió với tốc độ nhanh nhất lo đến chỗ con go bờ nhờ có lực đẩy của gió lớn no đã vô cùng nhanh nhảy thắng để chỗ con go Berlin chém vào đầu nó khiến viên đá rơi ra mất viên đá con go Berlin vô cùng đau đớn tấn công loạn xạ linh ni dùng hỏa ma pháp thiêu cháy giải thoát cho nó không lâu sau đó hoàng tử cũng đã biết tin anh bất ngờ khi chỉ với hai người đã có thể thảo phạt được nó theo như lời Linh Ni thì con Goblin được bao bọc bởi năng lực tàng hình và đã ở khu rừng nhiều ngày. Năng lực tàng hình đó cao cấp đến mực binh đoàn ảnh mật còn không hề phát hiện ra. Ở hội mạo hiểm quản lý không bất ngờ gì khi nghe No bảo tiêu diệt được một con Goblin. Nhưng điều làm ông thấy khó hiểu là Goblin bình thường sẽ có ma thạch ở tim hoặc cổ họng nhưng con hia người tiêu diệt lại nằm ở trên đầu. Hoàng tử hiện tại đang xem báo cáo từ những vùng lân cận. Có tiếng động lạ vào đêm khuya, số lượng động vật đi lạc ngày càng tăng. Người đàn ông biến mất không dấu vết và đám gia súc không ra khỏi chuồng vì đang sợ hãi thứ gì đó đọc xong tất cả anh đã nhận ra và triệu tập tất cả lục thánh không ngờ đế quốc bắt đầu tấn công nước họ chỉ vì ham muốn tài nguyên hầm ngục bởi vòi quên không cắt tay go berlin đem về nên không nhận được thưởng những hội trưởng lại là người tốt cho anh ít tiền để ăn mừng hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên lúc hai người dáng đi ăn thì hoàng tử đã xuất hiện hỏi ngày mai liệu no có thể cùng linh đến một thành phố ở vùng núi không no chỉ nghi là nhiệm vụ chuyển đồ gì đó nên anh cũng đã đồng ý vậy là hôm sau hai người cùng ngồi trên xe ngựa xuất phát nó không hề quan tâm đến những vấn đề khác mà đồng ý đi cùng là do lần đầu anh được ngồi xe ngựa anh xem chuyến đi này như là một buổi dã ngoại nhưng lúc nhìn sang linh ni thì trông cô có vẻ như rất căng thẳng cô không hề tin lời anh trai mình đây là một chuyến du lịch mà cầu mong chuyến đi sẽ suôn sẻ Ines bảo cô yên tâm vì đã có mình đi cùng Ines đã nhận được mật lệnh từ hoàng tử có thể sắp tới vương đô sẽ đối mặt với hiểm cảnh nếu như nhận được tin vương đô bị hủy diệt thì Ines phải cùng no dẫn linh ni chạy tới giáo quốc mitha thần thánh để lánh nạn khi đang ngồi nghỉ Ines nói lời xin lỗi với no vì đã làm liên lụy đến anh anh không hiểu sao chỉ là một chuyến du lịch mà hai người trông có vẻ rất nghiêm trọng anh rất tự tin với khả năng bỏ chạy của mình nên cô không cần quan tâm giới anh nhắc mới nhớ no không hề thấy Ines cầm theo thứ gì cô mới thi triển sức mạnh tạo ra một tấm khiến cho anh xem tấm khiên này có thể ngăn chặn bất cứ vũ khí hay ma pháp nào no khen cô rất tài năng khiến cô nhớ lại khi mình còn nhỏ lúc cô vừa mới vào cô nhi viện thì đã nhận ra bản thân sở hữu sức mạnh kỳ lạ người bạn vì tò mò mà chạm vào ngay lập tức ngón tay đã bị thương đó những vị thánh bảo cô thi triển sức mạnh đó cho mình xem thì nhận ra đây chính là đặc ân do trời ban tặng nó có thể trở thành lưỡi kiếm chém đứt mọi vật nhưng cũng có thể là tấm khiên cản được mọi thứ có nó người sử dụng còn có thể tiêu diệt cả một quốc gia làm cô hưởng loạn lúc này người thầy ở trường đấu sĩ và cũng là thuẫn thánh đan đắc bảo cô chỉ cần học cách sử dụng nó là được và ông đã thu nhận cô làm đệ tử hướng dẫn cô cách sử dụng tấm khiên cho đến lần cô nghe tên của no thì ngỡ ngàng bởi vì cô biết anh mỗi lần chiến đấu với ma vật ở trong rừng mà gặp khó khăn đan đắc lại nói giá như lúc này có tên nhóc no đó ở đây thì tốt cô đã nghe cái tên đó hàng trăm lần một người mà cha nuôi của cô phải công nhận Ines rất đố kỵ vói no và cũng muốn được cha nuôi công nhận nhưng hiện tại nhiệm vụ trước mắt của cô đó là liều mình bảo vệ công chúa không được để cảm xúc cá nhân chen lấn công việc bỗng no nhìn thấy ở cánh đồng lúa có thứ gì đó đang di chuyển nhưng lại không thấy gì nhìn thấy đồng lúa đang héo úa dần linh ni liền dùng ma pháp tạo ra dòng điện giáng vào khoảng không thì lớp bao bọc tàng hình vỡ ra để lộ ra một con ma vật lớn ở thủ đô hiện tại rất nhiều ma vật đã xuất hiện trong thành phố tấn công người dân lục thánh đã bị chia ra nhiều nối để đi chinh phạt chúng trở lại với cánh đồng cậu nhóc đi bên cạnh ma vật đã bị nó đánh bay Ines vô cùng kinh ngạc bởi vì con ma vật đó chính là hắc tử long nó không nghĩ nhiều cầm lấy kiếm lao đến khi con ma vật chuẩn bị tấn công cậu nhóc thì nó đã ngăn nó lại hai người cũng đã nhận ra cậu bé có mái tóc màu trắng kia chính là ma tộc trước đây hoàng tử từng kể với lini rằng ma tộc là chủng tộc có ngoại hình giống với con người nhưng chúng lại có năng lực thao túng tâm trí ma vật trong quá khứ từng có một sự kiện ma tộc thao túng ma vật khiến cho giáo quốc mít ra thần thánh suýt rơi vào diệt vọng bởi vì vậy nên con người vô cùng căm ghét và săn giết ma tộc mặc dù đã bị diệt vong nhưng vẫn còn tàn dư hậu duệ ma tộc hắc tử long thường chỉ sống ở những đầm lầy nó xuất hiện ở đây chắc hẳn là do cậu bé kia đã dẫn tới bất ngờ do ma pháp của lini khiến tàng hình bị lộ nên cậu bé đã mất khống chế điều khiển hắc tử long lini muốn đến giúp no nhưng bị Ines ngăn lại cô cho rằng no hiện tại đã vô phương cứu chữa khi con ếch phóng ra quả cầu màu đen anh đã chém vỡ nó ra khi này anh mới nhận ra đây là làn khói độc máu từ mũi miệng và mắt của anh không ngừng chảy ra thấy anh như vậy lini muốn đến giúp nhưng inet không cho phép hiện tại cho dù có dũng thánh sa in ở đây cũng khó mà cứu được khi con ếch tấn công lần nữa thì cô dựng ra lá chắn lớn bảo vệ linh khi binet nghĩ no đã mất mạng thì bỗng móng vuốt của con ếch bay lại từ trong làn khói độc với tình trạng cơ thể nhiễm độc no vẫn đang chiến đấu với con ếch khiến cô kinh ngạc và rồi chuyện gì đến cũng đã đến do hít quá nhiều kịch độc đã khiến no phải gục xuống ở đế quốc rất nhiều đứa trẻ ma tộc đã bị bắt nhốt vào đại lao sẽ có người đến quăng những thức ăn dư thừa đến cho cả đám khi đứa nhóc nhìn vào người đàn ông thì đã bị hắn ta đánh đập đến mức khuôn mặt biến dạng những đứa trẻ còn bị nhốt trong lòng đem ra giữ hố cho người dân chỉ mắng ném đá. Nhưng dù có bị đánh đập thế nào thì cậu cũng không hề phản kháng và cũng không muốn những người khoác phải nếm trải điều đó. Không lâu sau người đàn ông nói rằng muốn cậu đâu con quái vật đến một đất nước khác, nó sẽ giúp ích cho đất nước đó. Chỉ cần nghe lời cậu sẽ không bị đánh đập nữa và những đứa trẻ bị nhốt khác cũng sẽ được ăn uống thỏa thích. Vậy là cậu đã nghe ở thao túng tâm trí con ma vật và dẫn nó đến vương quốc. Trong khi đang đi đường thì đột nhiên ma pháp từng hình đã vỡ tung, cậu bị giật mình nên không thể thao túng ma vật và bị nó đánh bay lúc con ma vật chuẩn bị giết cậu cậu cảm thấy vô cùng tự trách vì bản thân mình mà mọi người bị nhốt sẽ phải chịu khổ và cậu cũng ước rằng nếu có kiếp sau mong bản thân sẽ ít bị đánh đập hơn hiện tại dù chỉ một chút và đột nhiên lúc này no đã xuất hiện cứu mạng cậu cậu không hiểu tại sao con người lại cứu mình khi hít phải độc của con ếch anh đã không dùng ma pháp chữa trị cho bản thân mà dùng cho cậu sau nhiều hiệp chiến đấu với con ếch thì anh đã gục ngã thở dốc anh nằm mơ về rất lâu trước đây và một bữa tối no đã lên rừng kiếm các loại cây để nấu ăn sau khi phân loại các loại lá ra thì vẫn còn vài loại không danh tính. anh chỉ nghĩ nếu có loại không ăn được thì cũng chỉ bị đau bụng thôi. nhưng không ngờ ăn còn chưa ăn xong anh đã lăn ra sàn nôn rất nhiều máu. no gắng gượng cố sử dụng hồi phục lên cơ thể. sáng hôm sau cậu vô cùng đau đớn bò đi tìm thông tin thì biết được nó là long diệt nhĩ một loại cây kịch độc. nhưng no vẫn cố gắng lên núi luyện tập. mỗi lần ho ra máu là anh lại sử dụng ma pháp chữa trị. nhiều lần như thế anh đã hết bị đau ở bụng. khi ra ngoài vào lần tiếp theo anh đã né long diệt nhĩ ra nhưng lại bị một con rắn độc cắn vào mông bất tỉnh ngay lập tức một lúc sau no đã tỉnh dậy mà không bị gì anh nghĩ rằng bản thân đã kháng được độc mà nướng thịt con rắn ăn vô cùng ngon sau lần đó no còn tự bắt rắn độc cắn mình thì bản thân anh đã có đẹp kháng không bị gì kể từ đó anh bắt đầu hào hứng với việc ăn các loại động vật có độc bởi vì chúng vô cùng ngon mà hiện tại no đã ngồi dậy anh cảm thấy độc con ếch này mạnh như vậy chắc hẳn thịt của nó cũng vô cùng ngon khi con ếch lao đến anh tung mọt kiếm vào mùng khiến răng nó vỡ hết con ếch bắt đầu tung ra kỹ năng mạnh nhất với chiếc miệng vô cùng lớn Nó no cũng không có ngu để nó đạt được ý muốn anh liền vung kiếm đánh vào mùng khiến luồng độc đó không giải phóng được mà làm đầu con ếch nổ tung do chính độc của mình nó tiến đến chỗ cậu bé hỏi cậu đến đây một mình à cậu bé run rẩy nói cậu đã dẫn con ếch đó đến đây vì đã hứa sẽ đưa nó đến thành phố nó ngưng ngác cậu bé định đưa con ếch độc trên thành phố có nghĩ con ếch này chính là thức ăn anh còn âu vừa thiên kinh cho rằng để vận chuyển thịt tươi thì cách tốt nhất là để nó còn sống cậu dùng kỹ năng si để tàng hình là tránh trộm cướp có thể nhà của cậu nhóc còn có một trang trại nuôi ếch và bán chúng để lấy thịt nó no cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã phá hỏng món hàng quan trọng của cậu bé anh xin lỗi và hứa sẽ đền bù tiền mặc dù có thể nó no sẽ hơi lâu một chút gã đàn ông đó nói rằng mình chỉ là người làm thuê và đến để đưa đứa trẻ kia về no vui mừng cứ nghĩ rằng anh ta đến để đón zolo còn chưa kịp nói gì thêm anh ta đã di chuyển vô cùng nhanh lao đến tấn công zolo nhưng đã bị no cản lại hắn ta nói zolo chính là cái xác để hắn kiếm tiền theo như lời của tên tóc trắng thì khách hàng đã thuê hắn yêu cầu phải đưa zolo còn sống trở về nhưng như thế quá là rắc rối và hắn quyết định sẽ giết rồi đem cậu nhóc trở về nhanh hơn mỗi khi đang đánh nhau với no hắn đều tranh thủ sơ hở lao đến chỗ zolo thì đã bị no cản lại hắn cảm thấy anh vô cùng kỳ lạ quyết định sẽ giết anh trước rồi lại lao đến một kiếm đâm vào no mặc dù đã có thanh kiếm đỡ lại nhưng sức mạnh đó vẫn khiến no bị đẩy lùi vài chục mét anh cảm thấy đòn tấn công do thanh kiếm của hắn ta gây ra có sức nặng còn lớn hơn cả con bò mà anh từng giao chiến tên tóc trắng nhìn con dao trên tay đã vỡ hắn rút ra một cây dao khác rồi tiếp tục lao đến liên hoàn tấn công tình thế vô cùng nguy hiểm khi no chỉ có thể không ngừng phòng thủ mà không có cơ hội tấn công nào sóng xung kích tỏa ra từ hai người vô cùng lớn đến cả inet cũng phải dựng khiên dặn lini không được lại gần nếu không sẽ bị cuốn vào trận chiến inet đã nhận ra có đó chính là tử nhân trong trong lời đồn một cựu mạo hiểm giả hạng s rất lâu trước đây trong cuộc họp của lục thánh cô đã đưa đến một nhiệm vụ chưa hoàn thành mặc dù đối tượng cần thảo phạt đã chết thế nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành lục thánh bảo đừng quan tâm đến vụ đó bởi vì thực chất đối tượng thảo phạt vẫn chưa chết đó là nhiệm vụ thảo phạt tử nhân một mạo hiểm giải hạng s Dubet vô cùng hứng thú với kẻ mạnh muốn đi thảo phạt với người đó thì bị Lục Thánh ngăn lại đừng ham hố gì việc giao chiến với tử nhân. Tử nhân là một thiện tài đã học được thuật luyện kim, 13 tuổi đã nhận được danh hiệu hiệp sĩ diệt rồng. Hắn ta leo đến đỉnh cao của giới mạo hiểm giả và danh tiếng vang xa sang nhiều nước. Thế nhưng hắn đã trở thành đối tượng thảo phạt bởi vì đã sát hại một gia đình thương nhân 36 người. Tử nhân sẽ không phân biệt đúng sai mà chỉ cần có tiền thì hắn sẽ làm bất cứ việc gì. Còn có lần có người đã thuê hắn tiêu diệt một quốc gia, tử nhân đã giết toàn bộ người trong hoàng tộc trở lại trận chiến những thanh dao hiếm của tử nhân khi đánh với no gần như đã bị gãy hết hắn cảm thấy anh và vũ khí của anh đều rất kỳ lạ nói rồi hắn quăng thanh kiếm đã bị gãy lên trời ngay lập tức thanh kiếm phát ra luồng ánh sáng màu đỏ và phân mảnh thành hàng trăm thanh kiếm chỉ một chiêu thức này cũng đủ để kết liễu cả một đội quân tử nhân điều khiển những thanh kiếm lao vào no để có thể bảo vệ zolo anh đã phải cô lấy cậu bé và bị những thanh kiếm đâm vào lưng tuy anh có thể chém bay chúng nhưng số lượng kiếm lại vô cùng nhiều một mình anh không thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ zolo Ines chứng kiến cảnh tượng này thì đắn đo suy nghĩ vì nhiệm vụ của cô là bảo vệ an toàn cho Linny, nhưng cô cũng không thể đứng nhìn hai người bị đâm chết. Thế là Ines đã xuất trận tạo ra tường phòng thủ chặn toàn bộ những thanh kiếm lao đến. Cô còn điều khiển những tấm khiến tấn công, tử nhân không đứng yên hướng chọn mà di chuyển vô cùng nhanh né hết. Ines bảo cô chỉ có thể phòng thủ nên giao việc đối phó lại cho Ni. Anh nhìn đống móng vuốt của con ếch đã chết. Đợi khi những thanh kiếm lao đến liền sử dụng kỹ năng ném đá ném nát hết đồng kiếm. Cứ từ từ như thế họ đã phá vỡ gần hết nhưng thanh kiếm của tử nhan trong lúc không để ý hắn đã lao đến từ phía sau nhắm vào Inet. Cũng may no kịp thời phản ứng chém gãy dao của hắn, tử nhân không hiểu anh đã đơ đòn như thế nào. Bởi vì hầu hết vũ khí của tử nhân đã bị phá hủy nên hôm nay hắn đành phải tan ca sớm. Trước khi rời đi tử nhân còn tấn công một đòn bất ngờ và bị no chặn được mới dùng thuật của ninja rời đi. Dựa vào lời của tên tử nhân nối ban nãy thì thủ đô hiện tại đảng có lễ hội. Vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nên no muốn trở về xem sao. Bỗng Zolo run rẩy bảo không được quay về bởi vì con ma vật lớn nhất sẽ đời đưa đến thủ đô đặt dấu chấm hết cho thủ đo con ma vật đó đáng sợ để nỗi hắc tử long cũng không là gì suy nghĩ rồi linh ni muốn quay trở về nhưng inez không đồng ý vì hoàng tử đã giao nhiệm vụ bảo vệ cho cô ngay từ đầu linh ni đã đoán ra được kế hoạch này nhưng cô không muốn một mình chạy trốn thay vào đó là quay trở về báo tin cho mọi người cũng nghĩ cách giải quyết thấy cô quyết tâm như vậy inez cũng đã đồng ý ở thủ đô lúc này hoàng tử đang đi xem tình hình xung quanh thì thấy hầu hết đám ma vật đều đã bị lục thành áp chế anh biết chắc rằng kẻ địch sẽ nhân cơ hồi họ phân tán lực lượng mà tấn công hoàng tử suy nghĩ không biết kẻ địch sẽ đến từ đâu anh nhìn lên trên trời thì thấy có thứ gì đó liền tối sầm mặt không ngờ con am thú bay cao hơn cả tầng mây anh liền dùng ma pháp tấn công thì ma pháp tàng hình vỡ tung để lộ ra con ma vật cực lớn nó không phải là hắc long bình thường mà chính là ma long tai họa ở trên chuyên xe ngựa no và những người khác từ xa cũng đã thấy ma long tai họa hoàng tử vô cùng hoảng hốt đáng lẽ bây giờ vẫn còn là thời gian ngủ đông của ma long nhưng nó đã bị đế quốc đánh thức và sử dụng vào trận chiến giữa người và người anh ra lệnh cho cấp dưới dị nã toàn người dân ra khỏi vương đô không được để bất cứ ai ở lại vương đô lục thánh lúc này vẫn chưa thể tập hợp lại với nhau vì xuất hiện vô cùng nhiều ma vật đang cầm chân họ dù bét đến muốn đưa nhà vua rời đi nhưng ông quyết định sẽ ở lại liên ni cũng biết cha mình chắc chắn sẽ lấy bản thân làm khiêng chắn mà không chịu rời đi no quan sát đây là lần đầu anh nhìn thấy một con rồng còn lớn hơn cả suy nghĩ của mình hắc tử long cũng là một loài rồng nhưng vì ngoại hình như một con ếch nên anh không biết khoảng cách từ đây đến thủ đô là vô cùng xa họ sẽ không kịp đến đó No lại bảo có thể sẽ kịp nếu sử dụng chiêu thức trước đây anh sẽ để Ni dùng ma pháp phong thuật lên mình để đẩy mình bay đi cô rơi vào tự trách bản thân vì chưa làm gì mà đã nghĩ đến thất bại ở thủ đô ma long khi này đã đáp xuống mặt đất nhà vua cảm thán đã đánh giá thấp đế quốc không ngờ là chúng lại sử dụng đến cả thứ này để cướp mê cung ông nhớ lại khoảng thời gian trước đây với Ni quyết sẽ thể hiện khí chất của một nhà vua mà không bỏ chạy ông sẽ hy sinh bản thân lấy một mắt ma long Ines dùng ma pháp tạo ra một chiếc ống lớn rồi bảo No đứng phía trước đường ống tiếp đó lini kích hoạt thêm nhiều tầng ma pháp vào khi no vẫn chưa hiểu như vậy để làm gì thì cô đã giải phóng cực hạn sức mạnh bản thân trong tích tắc no đã biến mất không dấu vết nhà vua đứng ở trên pháo đài đối diện với con ma long nhìn thấy ông nó đã sử dụng chiêu thức hơi thở ma long thứ đã hủy diệt cả một quốc gia đứng tước luồng ánh sáng nhà vua cũng không hề run sợ mà rút ra một thanh dao ngắn với ánh sáng màu vàng đó là ma kiếm bộc phá nhà vua sẽ dồn hết toàn bộ ma lực của bản thân trong một đòn khi hai luồng sức mạnh sắp chạm trán nhau thì No đã lao đến sử dụng Paji đánh bật đầu Ma Long sang một bên làm thay đổi hướng tấn công của nó. Ma Long cũng vì mất thăng bằng mà ngã xuống. Ma Long không hiểu tại sao sinh vật nhỏ bé kia lại có thể khiến mình ngã mà gào lên rồi vẫy đuôi tấn công. Những nơi bị càn quét đều vỡ vụn, lúc đuôi trên đến chỗ No thì anh lại sử dụng Paji đánh bật đuôi làm Ma Long ngã thêm một lần nữa. Anh nhớ lại ban nãy khi bị thổi bay đi, anh đã phải sử dụng cường hóa thể chất ở chân nếu không mặt đã chạm đất. Vì không thể thay đổi hướng chạy anh bật thẳng lên trên thành và lao thẳng đến chỗ của Ma Long anh cảm thấy mo long trong không có vẻ đáng sợ cho lắm lindy và Ines khi ngày cũng đã cưỡi ngựa đến thủ đô khi đang di chuyển thì bỗng một tảng đá lớn lao đến chỗ họ cũng may Ines kịp thời dựng lên tấm lá chắn bảo vệ hai người phía trước còn có rất nhiều ma vật Goblin dạng đặc biệt lindy vô cùng lo lắng nếu như có no ở đây thì anh sẽ làm gì rồi nhớ lại lời anh từng nói không có gì phải sợ hết so với ma long mà no đang đối đầu thì chúng chỉ là một đám nhảy nhép đám Goblin nhìn thấy con người thì điên cuồng lao đến lindy tạo ra những mũi tên băng tấn công nhưng vô ích lúc này no đã sử dụng điều khiển tâm trí ra lệnh cho bọn chúng dừng lại Nhân cơ hội ni đóng băng chúng và để cho inet chém chúng vỡ thành nhiều mảnh ở chỗ của ma long nó đang vô cùng hoảng loạn khi những đòn tấn công đều bị no đánh bật mong vuốt và vẩy nó no sẽ không bao giờ tổn thương nhưng bây giờ lại đang dạn nứt nó no quyết định tung đại chiêu giỏi bay lên trời phòng luồng sức mạnh vào no thế quái nào anh chỉ sử dụng kỹ năng paji đã có thể đánh bật làm thay đổi quỹ đạo của đòn tấn công rồng là loại có cái tôi về sức mạnh của mình rất cao hơn nữa đây lại là ma long nên sẽ rất tức giận khi có kẻ mạnh hơn mình Ma Long lao đến lần nữa thì đã bị no chặt gãy móng, thế là nó no đã công nhận sức mạnh của anh làm ra tư thế quy phục. Thường thì những người giết được rồng sẽ nhận được danh hiệu, tuy no cũng muốn như vậy nhưng anh không hề muốn giết Ma Long. Thấy con rồng đột nhiên chịu nằm yên như vậy, no còn nghĩ là do Zolo đã sử dụng năng lực của mình yêu cầu nó ngoan ngoãn. Khi Zolo bảo mình không làm gì thì no lại cho rằng Zolo sợ mọi người biết cậu là mo tộc nên mới giấu giếm như vậy. Anh nhờ Zolo giao tiếp với con rồng bảo nó trở nơi ở của mình. Lindy và Inet cho rằng nếu có cơ hội thì giết nó là tốt nhất nhưng No đã nói như vậy thì hai người cũng đành nghe theo. Zolo tiến đến bắt đầu việc giao tiếp thì biết Ma Long bảo nếu như chủ nhân ra lệnh thì nó sẽ rời đi. No giật mình không ngờ Ma Long lại hận Zolo là chủ nhân nhưng thực chất người mà Ma Long nhận làm chủ nhân chính là No. Anh bảo Zolo nói với nó hãy quay trở về nơi sản xuất và ngoan ngoãn sống ở đó đừng gây nguy hiểm cho con người. Sau khi được Zolo truyền đạt lại thì con rồng đã nghe lời bay đi cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp ở đây thì không ngờ từ đâu một luồng ánh sáng lao đến nhắm thẳng vào ma long khiến nó rơi xuống đất những điều này là do tên vua của đế quốc gây ra nhìn thấy ma long đã nằm hoàn toàn bất động thì hắn bật cười rồi ra lệnh cho toàn quân chuẩn bị ngay lập tức rất nhiều binh lính đang sử dụng ma pháp tàng hình đã lộ diện kế hoạch của bọn chúng là ra lệnh cho am tộc tấn công vương quốc đợi khi vương quốc rơi vào khủng hoảng thì sẽ phát động cuộc tấn công đây là một kế hoạch vô cùng hoàn hảo nhưng một tướng lĩnh bảo rằng về lâu dài thì chiến dịch này không có lợi nhưng nhà vua không hề quan tâm mà còn đấm bay anh bởi vì đối với đế quốc những vũ khí hiện đại mà họ tạo ra đã không còn đối thủ vậy nên cần phải loại bỏ những đất nước nhỏ bé gây cản đường nhóm của no khi đến gần thì thấy ma long đã bị thương vô cùng nặng không biết liệu nó còn sống không anh nhìn sang phía dãy đồi bên kia thì thấy có rất nhiều người tên vua đế quốc cũng đã thấy có người mà dùng ống kính quan sát thì nhận ra công chúa và thần thuẫn inez một trong các huyền thoại sống ông ta liền ra liền ra lệnh cho binh lính sử dụng pháo nhiệt nhắm thẳng vào cô ngay cả ma long cũng phải gục ngã trước đòn này thì thần thuẫn cũng sẽ bốc hơi ngay lập tức sau khi đã tập hợp đủ năng lượng trùm sáng được phòng ra lao về phía inez hắn ta cho rằng cô sẽ mất mạng nhưng không tính đến nước bên cạnh inez có man bút bẩn anh lao ra sử dụng pa di đánh bay trùm sáng quân đội đế quốc còn nghĩ rằng đã có lỗi xảy ra dựa theo tình hình hiện tại quân địch có đến mấy vạn quân còn ở thủ đô tuy còn binh sĩ nhưng cũng không đủ để đối đầu với quân đế quốc họ chỉ có thể rút quân trở về no bảo trong trường hợp này không cần phải hỏi nữa chỉ có một cách đó là trở về bảo toàn tính mạng Thế mà Linny lại hiểu nhầm ý của anh cho rằng sẽ đối đầu trực diện với kẻ địch mà không bỏ chạy. Đòn công kích của kẻ địch lại tiếp tục lao đến, Ines dựng lên lớp lá chắn chặn lại. Với những đòn tấn công liên tiếp như này thì họ không thể nào rời đi an toàn. Chỉ còn một cách duy nhất là anh sẽ ra thu hút sự chú ý của kẻ địch và ba người sẽ nhân lúc đó trở về thủ đô. Từ nhỏ anh đã vô cùng giọng trong việc chạy trốn. Rất nhiều lần đi lấy mật ong và bị ong dí anh đều có thể chạy trốn thành công vốn dĩ anh chỉ định chạy ra phía trước để dẫn dụ nhưng lini lại hiểu nhầm nghĩ anh muốn mình dùng phong ma pháp đưa anh sang chỗ quân địch nó no còn chưa kịp giải thích thì cô đã dùng ma pháp rồi đẩy anh bay đi chạm trán với đợt tấn công của kẻ địch anh lại sử dụng pa di chém bay chúng no lao vào đội quân của kẻ địch rồi sử dụng pa di đánh bay hết kiếm và khiên của kẻ địch lên không vua đế quốc còn chưa kịp hiểu tình hình gì đang xảy ra thì làn gió do tốc độ của no thổi qua đã khiến miệng ông ta không thể giữ yên được hàng loạt những thanh kiếm từ trên trời rơi xuống đâm vào đoàn lính khiến chúng bị thương gục ngã trên đất no lại tiếp tục chạy xung quanh đánh tan toàn bộ quân địch ngay cả những tấm khiên có thể chặn được đòn tấn công của ma long cũng bị đánh văng không lâu sau toàn bộ kẻ địch đã bị đánh bại vua đế quốc nhìn no mà run rẩy khi anh không hề nhìn đám lính mà cứ nhìn chằm chằm vào ông thấy no đang tiến lại gần lão run rẩy sợ bị giết thì nhớ lại trên cơ thể mình đang là những món đồ xịn sò ông ta rút kiếm ra muốn phản kháng thì anh lại biến mất lão không ngờ rằng một vạn binh sĩ với trang bị hoàn hảo lại bị một kẻ bí ẩn đánh tan dễ dàng đến vậy khi no một lần nữa xuất hiện trước mặt ông ta cùng với thanh hắc kiếm ông ta nhận ra đây chính là dị vật mê cung mà mình hằng mong ước ông ta bắt đầu âu vờ thiên kinh cho rằng anh không giết mình là do anh muốn ông chịu sự sợ hãi thấy no nở nụ cười ông ta sợ hãi tè ra quần rồi lên ngựa bỏ chạy thấy vu đế quốc là một lão già anh không biết tại sao một lão già lại xuất hiện ở đây anh không hề để tâm mà lao đến phía sau đánh bay toàn bộ vũ khí của đám lính nhìn nhận lại thấy ông lão ở đây sẽ quá nguy hiểm đúng lúc vu đế quốc hỏi tại sao anh lại không giết mình no lo lắng do anh đem theo thanh kiếm quá lớn nên đã vô tình dọa ông lão anh muốn bảo ông đừng sợ nên cố nở nụ cười than thiện. Không ngờ vì không quen đã khiến ông ta sợ tè ra quần liền lên ngựa bỏ chạy. Vì đã dùng quá nhiều sức mạnh khiến no thở dốc hiệu xuống, anh còn nôn ra cả máu. Lúc đám lính đế quốc tiến lại gần thì một loạt tên ma pháp xuất hiện. No nhìn vào kỹ năng đó thì nhận ra đó là do thánh tiễn gây ra. Jubet cũng đánh gục hết đám lính xung quanh no. thanh kiếm cũng vừa đến nhảy xuống ngọn đồi tùng kỹ năng vào đám lính ở phía dưới. Oken không thể bỏ lỡ cơ hội này mà thi triển ma pháp tạo ra những dây leo trói buộc không cho đám lính di chuyển sau đó đội quân của thần inet cũng kéo đến chuẩn bị để tẩn bọn chúng sa in chỉ huy tất cả học trò của mình đi chữa trị những kẻ đã đầu hàng sau đó no cũng đã được Ni chữa trị nhờ vậy anh đã có thể hồi phục trở lại nhưng lại rất đói bụng sau khi lấy thông tin từ đám lính thì không còn đội quân tập kích nào oken ok không hề thấy vua đế quốc đâu thì no miêu tả về ông lão mà mình gặp có bộ giáp vàng trông rất rực rỡ nói đến đây họ đã biết đó đúng là vua đế quốc bởi vì lão ta luôn thích những thứ màu mè mà hiện tại có thể ông ta đã chạy gần đến biên giới đế quốc chỉ có bay mới có thể đuổi kịp nó no đã nghĩ ra một cách anh dẫn mọi người đến chỗ ma long nhờ ông dùng ma pháp chữa trị cho nó ngay lập tức toàn bộ những vết thương trên cơ thể ma long đã hồi phục trở lại sa in nhắc đến việc no đã trở nên cao lớn hơn oken giật mình không ngờ đây chính là cậu nhóc năm đó no liền trêu không ngờ đến giờ ông vẫn còn sống làm oken xị mặt ra ông cũng hỏi liệu chuyện ngày có ổn không khi cưỡi ma long dường như không ổn lắm một lúc sau ma long đã hồi phục trở lại nó đang vô cùng tức giận vì đã bị đánh lén nên muốn được trả thù vậy là cả nhóm đã quyết định sẽ cưỡi ma long và đuổi theo vua đế quốc Lindy và Ines sẽ đi cùng để bảo vệ cho Zolo. Nếu không có cậu nhóc sẽ không ai nói chuyện với Ma Long. Na đổ mồ hôi hột không muốn đi bởi vì anh rất sợ độ cao. Thế nhưng ý tưởng cưỡi Ma Long là do anh đề xuất nếu bản thân ở lại thì không ổn cho lắm. Nhìn phản ứng của mọi người anh cũng không thể từ chối mà đành đi. Sain sẽ đi cùng để đảm bảo sức khỏe cho Ma Long và còn có cả ca diêu giáo quan đạo tặc cũng sẽ đi chung để dùng thuật ẩn thân lên Ma Long. Oken rất muốn đi cùng nhưng đã bị loại ngay vì ông con phải trông coi chiến trường khi này hoàng tử và nhà vua xuất hiện anh cũng sẽ đi để thương lượng với nước đối thủ thấy anh inet liền quỳ xuống chấp nhận hình phạt vì đã không làm theo lệnh nhưng hoàng tử không hề trách mà còn khen ngợi cô đã làm rất tốt khi mọi người đã lên lưng ma long đầy đủ thì zolo giao tiếp bảo nó rời đi thầy của inet và thánh kiếm đứng trò chuyện với nhau ngay từ đầu họ đã không hề có đất diễn ban nãy lúc thánh kiếm đang chạy đến đây thì đã chứng kiến cảnh tất cả mọi thứ đều bị đánh bay lên trên trời đó là trình độ mà ông vẫn chưa thể đạt đến vậy nên ông quyết định sẽ rèn luyện lại từ đầu nhờ có no mà ông đã được khai sáng nhờ có ma long rất nhanh cả đám đã đến biên giới của đế quốc chỉ cần vượt qua cây cầu sắt phía trước thì họ sẽ đến lãnh thổ đế quốc tại đây đã có thể nhìn thấy tên vua đế quốc đang bỏ chạy với tốc độ vô cùng nhanh inet lên tiếng xin phép được tiêu diệt kẻ địch vì không thể tay không trở về cô rất ít khi sử dụng bạo lực nhưng một khi vương quốc bị trà đạp thì cô sẽ không nhân nhượng inet tạo ra một thanh kiếm tung ra những đòn chém trên cao khiến tường thành kẻ địch sụp đổ liên thấy tất cả mọi người ở đây đều mang trong mình sức mạnh không tưởng và hơn hết là có no ở đây không ngờ anh vì quá sợ độ cao mà bất tỉnh nhân sự lão vua đã vô cùng gấp gáp ra lệnh bắn ngay lập tức nếu không thể ngắm thì hãy sử dụng tính năng truy tìm ma lực lên thân khẩu pháo một chùm sáng sức mạnh được tập hợp ở đầu khẩu pháo và được giải phóng ra nhưng không ngờ khi bắn đến chỗ ma long thì đã bị pa của no đánh bật lên trên chùm sáng ngay lập tức phân tán ra bởi vì đã sử dụng truy tìm ma lực nên đường đạn đã thay đổi và đâm xuống những lò ma lực ông ta tức giận là ai lại thêm tính năng đó vào làm những cận thần câm nín bởi vì chính ông ta là người ra lệnh họ đã không thể chịu nổi tính cách thất thường của lão vua ngu ngốc này nữa mà cởi bỏ áo quan bỏ chạy để lại tên vua một mình ông ta nhìn những thứ mình cố gắng gây dựng bị hủy hoại trước mắt mà sụp đổ ban nãy ở trên lưng ma long hiu trùm sức mạnh khổng lồ phóng đến vì cảm nhận được sự nguy hiểm no đã tỉnh lại mà lao lên đánh bật trùm sáng nhưng cũng vì vậy mà anh đã bị rơi xuống dưới đâm thẳng vào tòa nhà mà ở trong tòa nhà lúc này những người lính cận thần đã quyết định sẽ không nghe theo lệnh của nhà vua nữa vì sự tồn vong của đế quốc cần phải giết ông ta khi anh định ra tay thì no từ trên trời rơi xuống nhìn thấy anh lão vua như gặp ma run rẩy không dám nói gì những người lính dùng tấn công thì no nắm lấy đầu nhà vua bảo ông ta cúi xuống nhưng vì dùng lực quá mạnh mà nhấn thẳng đầu ông ta xuống sàn nhà những người lính cứ nghĩ no là lính đánh thuê bảo vệ nhà vua thì đồng loạt lao lên nhưng bị anh đánh bật ra họ ném bom vào nhà vua thì no thấy nguy hiểm đá ông ta đi cũng là dùng lực hơi quá anh đã đá ông ta dính vào tường đã thế còn hỏi sao lại làm những điều đó với một ông già khi họ tiếp tục ném bom vào ông ta thì no lại lao đến quăng ông ta đi người lính muốn giết ông ta như vậy là vì quân vương quốc đã tấn công vào trong đế quốc cần phải lấy đầu lão nhà vua ngu ngốc để thể hiện rằng đế quốc không muốn chiến tranh nữa từ bên ngoài giọng của sa in vang lên ông cùng hoàng tử và những người khác tiến vào bảo việc đó đã không quan trọng nữa nếu để lão nhà vua chết như vậy thì ông ta sẽ không chụp được lỗi lầm lão nhà vua thấy hoàng tử thì cầu xin tha thứ anh liền đồng ý làm ông ta mừng rỡ rồi liệt kê ra tổng số người mất tích và chết ở vương quốc do cuộc chiến vừa rồi đã lên đến hàng nghìn người họ sẽ không giết ông ta mà sẽ để ông ta trải qua nỗi đau của những người đã chết rồi sau đó sẽ thương lượng về vấn đề kết thúc chiến tranh những người lính đều đồng ý với cách này sa in bảo lão vua đừng lo bởi vì cho dù có vị chặt đứt chân tay hay mất nội tạng thì vẫn sẽ được chữa trị để họ có thể tiếp tục nói chuyện còn nếu trong cuộc nói chuyện quá đau mà ngất đi thì thầy đạo trích sẽ dùng mũi kim nhọn giúp ông ta tỉnh lại nhà vua lúc này đã như một con cún nghe những lời của ba người mà lại tẻ ra quần ở bên ngoài no đã được chữa trị những vết thương anh nhìn thành phố đang bốc khói phía dưới thì thấy có lỗi vì đòn ban nãy mình gây ra đi bảo anh đừng lo bởi vì những thứ phát nổ hầu hết là lò ma lực nơi con người không được vào. Hoàng tử và những người khoác khi này cũng đã đi ra bảo chiến tranh đã kết thúc. No tò mò nếu kết thúc nhanh như vậy thì ngay từ đầu không nói chuyện thương lượng cho nhanh làm bốn người ngây người không biết nói gì hơn. Hoàng đế hiện tại đã thoái vị và người lên thừa kế ngôi vua xe là cháu của ông ta một cậu bé chỉ mới 10 tuổi. Những vị quan cận thần chính là thập cơ chủng những người lính tinh nhuệ ba nãy. Đám người tiến đến cảm ơn no vì nếu không có anh ngăn lại thì ắt hẳn đất nước bây giờ đang chìm trong nội chiến vậy nên họ muốn đền đáp gì đó thì no từ chối bảo anh cũng đã được họ cứu ban nãy khi rơi từ trên ma long xuống nhờ có sàn nhà mà anh không chết nghe lý do ngớ ngẩn này khiến đám người đều há hốc mồm sau cuộc nói chuyện hai bên cũng chia tay nhau mọi người đều lên ma long trở về vương quốc no nhờ zolo nói giới ma long bay thấp một chút lini cảm thấy anh vô cùng cao thượng khi muốn chứng kiến thiệt hại của đất nước này thực chất bay quá cao anh sẽ say mà bất tỉnh trở về vương quốc vì là người có công lớn nhất nên nhà vua muốn ban thưởng cho anh nó cảm thấy bản thân không thiếu thứ gì nhưng gia đình này lại rất cứng đầu cứ bắt anh nhận cho bằng được. Nhìn sang Zolo anh đã nghĩ ra một tỉnh cầu đó là muốn nhà vua cho cậu bé ở lại vương quốc sống như những người dân bình thường, vi pha lo cho cậu bé cơm ăn áo mặc. Tuy cho ma tộc sinh sống sẽ gây mất cảm tình với giáo quốc ra nhưng nhà vua cũng không quan tâm mà đồng ý. Zolo sau đó đã đến sống với Ines. Hai người ngồi trên bàn ăn vô cùng căng thẳng. Khi Ines bảo cậu hãy ăn tùy thích thì Zolo mới bắt đầu ăn. Lần đầu ăn những món ngon đã khiến Zolo ăn ngấu nghiến mà bật khóc khi no trở về lại vương quốc thì hình ảnh trong vô cùng tan tác nhưng hiệp hội cũng không bị gì nặng anh cầm tấm biển hội bị rơi dưới đất mà nhớ lại 15 năm trước đã bị từ chối vì không có năng lực người đầu tiên mà anh theo học là giáo quan kiếm sĩ thấy cậu còn nhỏ nên ông nghĩ rằng sẽ chỉ cố được vài ngày bắt đầu khóa huấn luyện địa ngục và mỗi cuối buổi tất cả mọi người đã gục ngã hết chỉ có mỗi mình no là vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn đứng được cứ thế 10 ngày trôi qua ông cảm thấy quyết tâm của cậu vô cùng lớn đối diện với bài tập đánh bay quả bi sắt tất cả mọi người đều sợ hãi né sang một bên chỉ có mình no là đối đầu trực diện với nó no khiến cánh tay bị thương nặng nhưng cậu vẫn tiếp tục cầm kiếm lên giáo quan bắt đầu cảm thấy no rất có triển vọng hôm đó no chạy đến tìm giáo quan muốn ông thị phạm cho mình một kỹ năng nào đó để bản thân có thể luyện tập giáo quan chỉ vung tay đã khiến cho toàn bộ lá trong sân bay lên rồi ông vung kiếm di chuyển vô cùng nhanh chém toàn bộ đám lá ra làm hai khiến cậu vô cùng kinh ngạc tốc độ ban nãy của ông là tốc độ cao nhất rất ít người bắt kịp nhưng không ngờ no lại có thể quan sát theo kịp và thấy được đòn đánh của ông khi này giáo quan mới cảm thấy với tư chất này nếu được huấn luyện thì thực lực của cậu sẽ vượt qua cả ông. Điều khó hiểu là hai tháng trôi qua mà no chỉ học được mỗi kỹ năng paji. Nếu cậu có thể học thêm một kỹ năng khác thì tốt biết bao. Cho đến tháng thứ ba giáo quan chỉ đành bảo cậu nên chọn con đường khác không nên phí thời gian của bản thân nữa. Tiếp đó no với cơ thể nhỏ bé đã tìm đến trường đầu sĩ. Nghe những lời nói quyết tâm của cậu giáo quan cũng đã đồng ý cho cậu thử. Hôm đó có bài tập đỡ đá từ trên đồi rơi xuống. Trong lúc đang luyện tập thì một vách đã vớ ra rơi xuống khi mọi người đã chạy đi hết thì no vẫn còn đứng lại đỡ nó cũng may giáo quan đã kịp thời lao đến đấm nó vỡ vụn ông rất kinh ngạc với tinh thần cứng cỏi của cậu rất có thể cậu sẽ trở thành tấm khiêng vĩ đã nhưng rồi mọi chuyện cũng không như ý muốn no chỉ học được duy nhất kỹ năng pa ông tiếc nuối bảo cậu đến tường khác no tìm đến tường của nữ giáo quan bán cung cô vì lười không muốn nhận thêm học sinh mà bảo cậu dùng đá ném vào nhánh cây khô cách đó vài trăm mét cứ nghĩ cô sẽ có lý do để đuổi cậu nhưng không ngờ cậu lại có thể ném chung đây không phải may mắn khi những lần ném tiếp theo đều trúng mục tiêu giáo quan có dự cảm chẳng lành cho cậu dùng cung nhưng khi no kéo nhẹ thì cung đã gãy cậu thử lần này đến lần khác và tất cả cung trong trường đã bị gãy hết giáo quan chỉ đành cho cậu muộn cung của mình vẫn không ngoài mong đợi cung lại bị gãy làm đôi no chỉ đành luyện tập kỹ năng ném đá hôm đó giáo quan hỏi cậu đã học kỹ năng này ở đâu no chỉ vô tư cho hay cậu thường săn bắt con chim loè loẹt trên bằng ném đá giáo quan có hơi đổ mồ hôi vì đó là lôi tấn điểu đến cả những thợ săn lão luyện cũng khó bắt được nó tấm khiên mà no ném đá hiện tại đã lủng một lỗ giáo quan bảo cậu hãy rời đi vì cậu không phù hợp với dụng cụ cần sự khéo léo dù không dùng được cung thì cậu cũng đã rất mạnh đến với giáo quan đạo trích no vô cùng quyết tâm học cáo đi không phát ra tiếng ở bài tập tránh bẫy để đến hòm kho báu cần cảm nhận ma lực để biết ở đâu có bẫy nhưng no lại làm theo cách khác cậu lao thẳng lên phái trước khi bẫy lao ra cậu đều né chúng gặp bẫy quái vật thì cậu dùng ném đá giết chúng giáo quan rất bất ngờ khi cậu đi theo hướng độc lạ như vậy nhưng rồi 3 tháng sau no không học được kỹ năng trinh sát và phá bẫy nên không thể tiếp tục Giáo quan suy nghĩ nếu cậu từ bỏ việc trở thành mạo hiểm giả thì sẽ tuyển cậu vào đơn vị tình báo ở vương đô. Nó no lại tìm đến giáo quan Oken dạy ma pháp. Và hai tháng kể từ khi bắt đầu dù hai người có cố đến mấy cũng không thể dùng được ma pháp. Giáo quan bảo cậu hãy vào phòng cộng hưởng ma lực để tăng ma lực lên. Ông dặn nếu cảm thấy khó chịu phải ra người ngay. Vài hôm sau cấp dưới đến báo cáo No vẫn chưa ra ngoài Oken hoảng hốt chạy đến xem không ngờ No không bị gì mà còn bảo ông ra ngoài để tiếp tục rèn luyện. Đến tháng thứ ba cậu cũng chỉ có thể sử dụng ma pháp lửa nhỏ trên tay. Trong lúc Oken cảm thấy cậu không có tố chất thì No lại dùng nó no bên tay còn lại làm ông giật mình. Ma pháp song song ông phải dùng tận 50 năm mới lĩnh ngộ được, thế mà cậu có thể lĩnh ngộ trong 3 tháng. Ông cảm thấy quá phí vì ma lực trong cơ thể cậu quá ít. Cuối cùng No tìm đến trường mục sư chữa trị. Giáo quan Sa in cho biết trường chỉ nhận những người được Chúa ban phước lành từ khi còn nhỏ nhưng No thì không. Cậu bảo sẽ không rời khỏi đây cho đến khi ông đồng ý, ngày ngày cứ thế trôi qua, dưới thời tiết mùa đông lạnh giá No vẫn đứng đó. Giáo quan cũng khá bất ngờ khi cậu vẫn còn trụ vững cho đến hôm đó no đã bắt đầu choáng vàng khi cậu ngã xuống thì giáo quan đã đỡ ông đặt cách cho cậu vào học nhưng không chắc cậu có thể học được không ba tháng sau no đã sử dụng được lâu hy một ma thuật chỉ những người được chúc phúc mới dùng được nhưng nó lại không được xem trọng ở hội mạo hiểm no lại cứ thế buồn bã rời đi ngày hôm sau lục thánh đã họp lại khi nghe tin no biến mất không dấu vết họ đều cảm thấy tiếc nuối vì cậu là một tài năng thiên bẩm vậy nên sáu người lục thánh đã quyết định sẽ cùng dạy cậu rồi họ chia nhua ra đi tìm no hưng cũng không có tin tức gì trở lại hiện tại no đang đi hỗ trợ mọi người sửa chữa nhà cửa nhờ có cậu mà tiến độ công việc đã nhanh hơn đáng kể no cảm thấy gần đây đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong lúc anh đang đói bụng thì lini cũng đã chuẩn bị bánh đem đến cho anh